rồi ok xin chào anh em đã quay trở lại với channel cày ha thì mấy nay mình đi du lịch cho nên là mình không có thời gian làm clip cho anh em coi ha cũng uh, hơi uh, hơi buồn ha rồi ok à, bây giờ mình sẽ làm một cái clip liên quan tới cái vấn đề tiền tức là vàng đó anh em vàng á anh em hỏi mình là ở trong game này thì thứ nhất là anh em nào mà mới chơi thì nghĩ là vàng nó không tác dụng gì nó chỉ để là giống kiểu mà dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ kia hay là để uh, giảm cái delay thời gian đổi con này con kia thôi thì uh, <laughs> thì anh em uh, anh em cũng có hỏi mình là uh, thứ nhất là vàng dùng để làm gì thứ hai là dùng để gì cho nó tiện nhất tức là dùng như thế nào để nó hiệu quả nhất mà không có bị uh, gọi là ảnh hưởng kiểu mà xài phung phí á thì hôm nay mình sẽ chỉ anh em đầu tiên là vàng kiếm được bằng cách nào vàng kiếm được bằng cách là thứ nhất là anh em có thể đi đánh những cái con boss xung quanh ha anh em cũng kiếm được thứ hai là anh em có thể đi đai dần, tức là đi hầm ngục á anh em đánh boss thì nó nó cũng có nhưng mà theo mình nha theo mình là anh em đi hầm ngục và cái cái chỗ mà dễ đi nhất đó là sào huyệt rồng ma ở chỗ này thì anh em sẽ đánh năm con này nhưng mà thường là mình sẽ bỏ con bỏ con cuối con titan ra mình sẽ đánh bốn con này thôi. <laughs> Tại vì là thời gian mà mình đánh bốn con này là mình đánh tới con thứ tư là con thứ nhất nó sẽ hồi, cho nên mình sẽ đánh liên tục như vậy thì uh, vừa có được đồ để bán, vừa có được uh, tiền ha, rất là nhanh. thì uh, cái cách đó là cách farm tiền mình 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 đang đang xài luôn nha anh em. thì đó là cách uh, mình mình farm tiền mình đang xài. rồi cái uh, cái tiền đó là cách thứ nhất. rồi tiền sử dụng như thế nào? thứ nhất á có rất nhiều có rất là nhiều chỗ để xài tiền thứ nhất á, là anh em sẽ hiệu triệu tức là anh em nào mà mới chơi thì sẽ không có những cái nhân vật ba sao ha? không có những nhân vật này ba sao thì làm sao thì anh em vô chỗ cửa hàng anh em chọn chữ hiệu triệu anh em chọn anh hùng này nè thì anh em sẽ có cái chỗ này nè thường á là anh em sẽ rút một hoặc là full nhưng mà theo mình nha thì anh em nên rút khoảng 10 lần tại vì là rút 10 lần thì anh em sẽ có cơ hội nhận được tướng ba sao nhiều hơn còn rút 50 lần thì nó sẽ phân phối đều cho nên là cũng ảnh hưởng lắm theo mình thì mình nên rút 10 lần thôi đấy một lần rút thì anh em sẽ có mất dính 9.000 ha anh em sẽ mất 9.000 ví dụ như một cái con tướng nào đó mà anh em đủ 3 sao rồi thì nó sẽ quy đổi cho anh em thành cái mảnh à, mảnh thần bí cái mảnh này dùng để làm gì cái mảnh này thì có cái cửa hàng thần bí này anh em có thể mua đồ ở trong này cũng được à, tích lũy mua đồ mua đá mua mua skin nhân vật cái đó là tùy anh em thôi rồi cái thứ hai nữa đó là hiệu triệu anh hùng nha để anh em có nhân vật 3 sao anh em mạnh hơn cái thứ hai nữa là anh em hiệu triệu thú cưng thì uh, hiệu triệu thú cưng bằng cách là anh em rút thì cái rút này thì nó nó rẻ hơn so với là anh hùng tại vì sao tại vì là ở bên thú cưng thì uh, một cái con thú cưng để được ba sao thì nó tốn rất là nhiều nó tốn rất là nhiều mảnh mắt của nó là hình như là một 100 mảnh anh em. Đây, 100 mảnh. Mắt của nó là 100 mảnh ha, mình 97 mảnh đây nè. Và anh em cần à, sau khi mà anh em hiệu triệu con thú cưng lên 3 sao á, anh em cần phải nâng cấp nó nữa, nữa. Ví dụ như con tỳ khu của mình 3 sao rồi, anh em phải vô chỗ thăng cấp và anh em chọn tiền nè. Ví dụ như con này <laughs> anh em cần phải thăng cấp nó lên nữa thăng cấp nó làm gì thăng cấp để cái cái khí út của nó mạnh hơn ha nó búp cho anh em mạnh hơn thì đó đó là cái cách mà để anh em hiệu triệu, hiệu triệu uh, dùng tiền vô hai chỗ đó trước thì uh, sau khi mà dùng tiền vô hai chỗ đó đó là chỗ hiệu triệu anh hùng và hiệu triệu thú cưng thì là anh em đã mất khá khá một cái khoản rất là nhiều rồi ha số tiền còn lại anh em sẽ làm gì số tiền còn lại thì uh, thứ nhất anh em sẽ đem anh em sẽ dùng để delay nhân vật Tại vì là một cái nhân vật mà anh em thay đổi á, có thể là anh em đang farm nhưng mà anh em chuyển qua đánh nhau thì anh em phải thay đổi nhân vật. Thì uh, sau khi mà anh em đổi thì ở dưới đây á nó bắt anh em phải đợi 30 phút thì anh em sẽ dùng tiền để relay nhỏ nhanh. Ha, đó là tiền sẽ sử dụng như chỗ đó. Còn uh, để mình coi. Còn tiền sẽ sử dụng như chỗ nào nữa không nha. Không hình như là mình chỉ thấy vậy thôi anh em ha. À còn một chỗ nữa, đó là tiền sẽ sử dụng vô để đập đồ thì một lần mà đập đồ thì anh em sẽ tốn 10 cục đá và 10.000 ở chỗ lò rèn thì đập đồ sẽ ra đồ xịn cho anh em ha có cái dòng xịn cho anh em đấy thì tùy anh em thôi đây tốn 10.000 cho một lần đập thì nó sẽ ra một cái dòng ẩn cho anh em thì à, à, thường á thì anh em vô chỗ đập, đập đồ này á thì à, anh em phải nhớ kỹ là anh em nên đập cái gì tại vì đá không có nhiều cho nên là anh em cần phải đặt những cái gì quan trọng ha, à, cái gì quan trọng thì anh em hãy đặt, còn cái gì mà không quan trọng thì anh em đừng đập Ví dụ như là cây rìu này đi, mình có cây riều uh, beta ha, thì mình mình đang dùng để farm thì mình nên đặt cái này. Còn thí dụ như cây này dùng để đánh đánh nhau thì hiện tại anh em đang đi farm chưa đánh nhau thì anh em cũng không cần thiết phải đặt cây này đâu. Đấy, thì anh em nên uh, để ý trước. Thì uh, đấy, đây là những cái mà những cái mà sử dụng tiền ha vào những việc như vậy. Thì uh, ok, clip của mình chỉ có vậy thôi. Có anh em nào mà thắc mắc á, thì uh, comment phía bên dưới ha. Còn uh, một cái nữa là hiện tại là mình đang bán ha, mình đang bán quần áo cho anh em ha. Anh em nào mà có mua thì cứ uh, <laughs> comment phía bên dưới. Mình đang bán cái bộ này nha anh em. Giá của nó rất là rẻ chỉ có 40 chiếc lá thôi ha, rất là rẻ ha anh em. Anh em nào có mua thì uh, cứ uh, comment phía bên dưới hoặc nhắn tin qua Zalo, mình để phía bên dưới uh, video ha rồi cảm ơn anh em đã theo dõi uh, video của mình à, chúc anh em có một ngày uh, thật là vui vẻ và chơi game thật là thoải mái ha chào tạm biệt anh em